quay chú là thanh niên. Ông này cũng tập được mình. Tạm đấy. Không thích ra một đầu bảy. Đầu bảy cũng đấy. Để sáu thôi. Đấy, đoạn này là đoạn bé nhất. Đấy, đấy. Cây này vanh bao nhiêu vậy? Em đo vẫn thế là nó được 78. 78. Đoạn bé nhất. Nói chung là trên chính cái bìu trên kia lại to rồi. Đoạn này nó đẹp này, ra mới là hàng lưu này. Cái bìu kia thành cái lại thành một cái củ nữa rồi. Đoạn đấy mới đoạn đẹp, vân theo mới là bởi vì em làm thợ em lại cái gì, phải không? Ờ, những chỗ u miếu thì là đấy. Đẹp. Thì nói thật bé nó. Lan chơi đi ạ? Đói ra mà được. Sọc sâu phát để kiểm tra màu. Màu cái này từ đợt trước cái thằng kia nó kiểm tra rồi, nhưng chẳng không phải nghĩ hả? Không, bây giờ mới chớm đến thì chưa thấy đỏ. Cái kia của bạn phải nát hết gốc còn được. Hả? Ừ, thì nát gốc vẫn lõi. Nếu không lấy được thì bỏ lại. Cây đấy khô rồi sao? Khô thì áo được nhìn trên cười rồi giỏi. Hả? 6 phần rồi. Con 7 phần 8. Hả? Con 7 phần 8. Như này này, như này cả. Không phải là thế thì nhỏ. Chấm nói á. Cây nhìn rõ ràng cây. Thế được thì lấy 76 chia cho 3,4 bằng bao nhiêu? 3 2 mấy đi à. Đấy chỗ bé nhất hả? Dưới cho là 76. Cái đo tầm mặt thôi. Cái này nó cũng đều vành. Thì lên trên nó vẫn như thế. Loại trên này nó đẹp. Loại trên nó còn to hơn. Đấy, vanh 76 mà khoan 7 và khoan 8 thì nó nói chung là khoan 7,5. Đó, thì 15 đi. 15. Đưa đi 15. Đó. Ừ. Được, nói 10, 12, 11. Được, được. 11. 9 phần. 9 phần. Thì vanh 76 mà từ 15, đến 8, 17. Vanh không được 25 nhỉ? À, đường kính. Cái rõ ràng. Cái này ai bảo chấm đó. Đâu ra xem cái kính? Tôi chả phải xem này. Chắc là đầu vừa nạc hết. Cái ra trước cái thằng trước nó đòi lấy. Chắc cái màu đẹp hơn cái này. Một cái vỏ bên ngoài nó bị gọi là bị thêm mọt nước vào. Không, gỗ không được cái đống gỗ đống khuôn cửa chứ cái của mình là từ đặt mình để đấy là nó đập sắt ra là bị ngay. Anh Liên lấy vợ chưa? Có vợ rồi. À, đã lấy rồi à? Được mấy đứa à? Một đứa. Cây em nó làm theo tu bi rồi rồi biết thằng này từ ngày xưa rồi. Đợt trước đây thì cho thằng cún cho mình đi theo ông này à. Không cho theo nhưng bây giờ nó chuẩn bị nó làm hồng lốt rồi, nó nhảy đi hết rồi. Cây rõ đẹp, cây rất đẹp nhưng mà nói chưa đạt được, nói mới được 9 phần. Cây này của anh đang làm đang thử nghiệm làm nói rồi. Cây này nó thời điểm làm nói xuất từ cái năm ngoái năm kia. Chẳng lấy từ năm kia. Năm kia nói cũng vẫn nói 8. 8 đéo. Ôi, mày khoan phát xem màu à. Màu em, vàng. Màu vàng đấy nó mới chớm đấy. Màu vàng mà em nhìn em biết mà. Nó đỏ, nó đỏ từ ngoài vào nhưng mà đây nó vàng từ ngoài. Nên màu không được đẹp à. Màu không chất.
Ui, chán. Chán. Cây đẹp thế này, phải vào không nữa. Lò là đã cắt hết cành rồi mà thế nhưng mà vẫn chưa xuống nữa đấy. Cắt cành, cắt cành, loại cành.